giật mình trước hình ảnh xuống sắc của siêu mẫu Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng đại gia. Và kết quả là, cách đây không lâu, thông tin cuộc hôn nhân từng khiến bao người ngưỡng mộ của Ngọc Quyên tan vỡ đã gây xôn xao dư luận. Dù nhiều người bất ngờ và tiếc nuối trước thông tin này, nhưng dường như siêu mẫu vẫn khẳng định rằng đây là chuyện bình thường. Cuộc sống thường nhật của cô vẫn được duy trì và một trong số đó chính là đưa đón con trai đi học. Và mới đây trên trang cá nhân của mình, Ngọc Quyên đã có những chia sẻ khá hài hước về chuyện tưởng như rất bình thường này. Hình ảnh mẹ bỉm sữa chính hiệu, cô giáo trường mầm non cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mẹ Jiraya lúc đưa đi học tưởng là bà homeless ở đâu xuất hiện, chiều về thì lại tươi xanh. Quả thực buổi sáng của cô đúng là tất bật như mọi bà mẹ bỉm sữa khác, tay xách đồ, tay dắt con, vai khoác ba lô của con. Bên cạnh đó tóc của cô còn chưa kịp buộc gọn, quần áo cũng vô cùng đơn giản. Nhưng đến chiều, khi đến trường mầm non đón con về thì Ngọc Quyên lại khiến cô giáo của con ngạc nhiên. Lý do là bởi đi làm về thì cô trang điểm và ăn mặc đúng chuẩn siêu mẫu. Chắc chắn là không chỉ cô giáo của con trai mà ai nhìn hai bức ảnh này của cô cũng sẽ phải bất ngờ. Đây cũng là câu chuyện mà mọi bà mẹ bỉm sữa khác gặp phải, nên những chia sẻ của Ngọc Quyên đã khiến nhiều người chú ý. Chị thấy giống chị quá, sáng ra bù xù tóc rối, chiều đón con là lồng lộn quần áo. Dễ thương quá Quyên ơi, giống mình nè. Sáng đưa đi cũng lồi thồi lết thết thế này, nhưng chiều đón về là tươi tắn tinh tươm. Trước đó Ngọc Quyên cũng đăng tải hình ảnh đưa con đi chơi Halloween khá vui vẻ, mặc kệ những đồn đoán xung quanh cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Ngọc Quyên, siêu mẫu dại dột và lận đận nhất showbiz Việt, vụng vỡ vì giấc mơ lọ lem trên đất Mỹ. Một thời gian khá dài, người ta dường như không còn nhắc tới Ngọc Quyên. Lấy chồng rồi sinh con, cô gần như biến mất hoàn toàn khỏi làng thời trang, nơi bản thân từng là một vedette lẫy lừng. Mọi điều về cô giờ chỉ xoay quanh cuộc sống nhiều khó khăn bên Mỹ, và mới đây nhất, người hâm mộ ngỡ ngàng khi biết chân dài lừng danh một thuở đã ly dị với chồng. Nhận định Ngọc Quyên dại dột không phải là ngẫu nhiên mà có. Rất nhiều bạn bè, người quen vẫn nửa đùa nửa thật nói về chân dài đình đám này như vậy. Cô có cả danh tiếng, độ nóng của một siêu mẫu, nhưng lại sở hữu cuộc sống của một người mẫu bình thường. Thời điểm trước khi lấy chồng và sang Mỹ định cư, Ngọc Quyên là một trong những vedette hiếm hoi của làng thời trang Việt. Số đo chuẩn, gương mặt lạnh lùng pha chút biểu cảm non nớt, Ngọc Quyên từng là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều nhà thiết kế. Lấn sân phim ảnh, Ngọc Quyên cũng gặt hái thành công đáng kể với Mỹ Nhân Kế, để lại dấu ấn trong hàng loạt bộ phim ăn khách khác như Tuyết Nhiệt Đới, Bức Nhảy Hoàng Vũ hay Những Thiên Thần Nhanh Nhạy. Có tên tuổi và sự nghiệp, nhưng ít người biết rằng Ngọc Quyên chưa bao giờ có nổi một chiếc xe hơi hay nhà riêng suốt nhiều năm. Đồ của cô cũng không bao giờ là đồ hiệu sang chảnh hay đắt tiền. Thậm chí cô không ngại thừa nhận, cũng muốn mua nhưng em không có đủ tiền. Những thứ mà người mẫu đàn em ít tên tuổi hơn có thể sở hữu nhàn nhãn trong làng mốt vẫn là mơ ước xa xôi của nàng vedette. Lý do chính của sự lạ lùng đó nằm ở chuyện Ngọc Quyên chưa bao giờ có đại gia. Nhiều người hâm mộ hẳn vẫn còn nhớ mối tình lạ lùng của chân dài nổi tiếng này. Một chàng sinh viên đến từ Hàn Quốc, còn rất trẻ và tay trắng hoàn toàn. Chuyện tình của cô được đánh giá là của hiếm trong làng mẫu, khi mà cả hai vẫn ráng tiết kiệm tiền rất lâu mới có thể được gặp nhau. Ngọc Quyên thời điểm đó vẫn đang ở nhà thuê, đi xe ôm đi diễn. Cô thành thật thú nhận, tiền cách xe có vài triệu bạc, em mà đi taxi rồi make up nữa chắc không còn được bao nhiêu. Không ít lần trong các event đẳng cấp, chân dài vedette kia ung dung diện đôi giày mấy trăm ngàn, mua ở lề đường Lý Chính Thắng, mặc bộ đồ không thể giản dị hơn. Nhưng đó không phải lý do để Ngọc Quyên quyết định đổi đời bằng mọi giá. Cuộc tình với chàng sinh viên Hàn Quốc kết thúc, rất nhiều người tưởng rằng cuộc hôn nhân với bác sĩ Việt Kiều Richard Lê sẽ mở ra một trang mới cho Ngọc Quyên. Chỉ những người quá rõ về tính tình của Ngọc Quyên mới hiểu rằng mọi thứ vốn không giống như đám đông nghĩ. Nếu dễ dàng yêu và lấy đại gia để đổi đời, Ngọc Quyên đã chẳng cần đợi lâu đến như vậy. Cuộc sống vất vả bên Mỹ sau đám cưới của Ngọc Quyên được hé lộ, người ta mới ngỡ ngàng biết rằng lại một lần nữa chân dài dại dột ấy không hề lựa chọn đại gia. Cô vẫn chạy theo tiếng gọi của tình yêu như đã từng làm khi ở trên đỉnh cao danh vọng. Có điều ngay giữa những thứ mà đám đông cho là dại dột kia, Ngọc Quyên vẫn giữ cho mình sự bình thản đáng ngạc nhiên. Cuộc sống khó khăn bên Mỹ bị mọi người xì xăm bàn tán, cô vẫn nhẹ nhàng cho rằng đó là điều bình thường và mình cần phải làm như vậy. Người chồng Việt Kiều của Ngọc Quyên không phải là đại gia mà chỉ là một công chức bình thường tại Mỹ. Hay như giữa cơn bão ly hôn, chân dài lận đận ấy vẫn chỉ im lặng trước mọi đồn đoán của miệng đời.
Ngọc Quyên vẫn luôn vậy, giản dị, ít tham vọng và toan tính tới mức khó lòng hiểu nổi. Có lẽ Ngọc Quyên thiệt thòi và dại dột hơn những chân dài khác nhiều, nhưng biết đâu đấy, đó lại là cuộc sống khiến cô hài lòng nhất. Bởi ngoài việc không cần phải đánh đổi hay trả giá, thứ cô sở hữu suốt cả cuộc đời vẫn là sự kiêu hãnh và giá trị của một cô nàng siêu mẫu, chỉ bước đi trên đôi chân của chính mình. Siêu mẫu Ngọc Quyên hé lộ quá khứ đầy tai tiếng và cuộc sống đáng thương sau khi ly hôn. Những ngày qua, thông tin Ngọc Quyên ly hôn chồng Việt Kiều được công khai khiến ai nấy ngỡ ngàng, tiếc nuối cho tổ ấm. Nhiều người cũng xót xa cho số phận của siêu mẫu hồng nhan bạc phận. Khép lại cuộc hôn nhân sau 4 năm, siêu mẫu Hòa Hình hiện tại đang là bà mẹ đơn thân. Trước khi có cuộc sống lẻ bóng đi về, Ngọc Quyên cũng từng trải qua nhiều thăng trầm. Ngọc Quyên sinh năm 1988 tại Hóc Môn. Vì hoàn cảnh khó khăn, cô gái họ Huỳnh đã lên Sài Gòn bươn trải, mưu sinh. Từ 15-16 tuổi, Ngọc Quyên bắt đầu bước chân vào làng mẫu. Cô gái tuổi rồng giành được giải thưởng đầu tiên là Hoa Khôi Thời Trang năm 2004. Liên tục những năm sau đó, Ngọc Quyên khẳng định tài năng khi giành giải thưởng cao ở các cuộc thi như Người Mẫu Được Yêu Thích Nhất 2006, Người Mẫu Việt Nam 2008. Khi sải bước trên sàn catwalk, Ngọc Quyên cũng lấn sân sang điện ảnh. Chân dài làng mẫu ghi dấu ấn qua các bộ phim Tuyết Nhiệt Đới, Hoa Dạ Quỳ, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, năm 2011, Ngọc Quyên vướng vào scandal sau khi tung loạt ảnh nude. Bộ ảnh không mảnh vải che thân khiến chân dài sinh năm 1988 bị chỉ trích dung tục và tầm thường. Trước sức ép của dư luận, Ngọc Quyên từng có lúc từng nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình và không làm khổ bố mẹ. Tôi từng đứng trước bão dư luận, đứng trước những lời chỉ trích nặng nề của mọi người về ảnh nude. Đã có những lúc quẫn trí, tôi quyết định đi tìm đến cái chết. Tôi từng cầm con dao để trên tay và nghĩ chết để cho hết. Tôi cũng từng đâm đầu vào tường tự tử vì scandal ảnh nude. Chết để giải tỏa cho mẹ, giải tỏa cuộc sống của mình và không bị mang tiếng nữa. Nhưng rồi tôi chọn cách im lặng để vượt qua. Ngọc Quyên nức nở. Sau những lần tự tử không thành, Ngọc Quyên nhận ra rằng tìm đến cái chết là điều dại dột. Đó là tất cả những bồng bột của tuổi trẻ mà tôi lại quá ngông cuồng. Nhưng qua đó tôi biết mình nên làm gì và không nên nói gì. Và đúng, im lặng là vàng, cô thú nhận. Khép lại những chuỗi ngày đen tối, Ngọc Quyên nỗ lực lấy lại hình ảnh cho mình. Trở lại với bước nhảy Hoàng Vũ 2013, chân dài họ Huỳnh cũng ghi dấu ấn với khán giả qua bộ phim Mỹ Nhân Kế. Khi tên tuổi đang ở đỉnh cao và là đích ngắm của bao nhiêu đại gia, Ngọc Quyên khiến ai nấy đều bất ngờ khi công khai mối tình với chàng sinh viên mang quốc tịch Hàn Quốc. Chàng sinh viên nghèo, còn nàng thời điểm đó vẫn đang ở nhà thuê, đi xe ôm để đi diễn. Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, cặp tình nhân xuyên biên giới Việt Hàn đã phải ăn bớt ăn tiêu, tằn tiện tích góp từng đồng lẻ để có những giây phút bên nhau. Tuy nhiên mối tình trong sáng đó của Ngọc Quyên và Jung Bin không lâu sau cũng tan vỡ. Khép lại mối tình với chàng sinh viên nghèo, Ngọc Quyên phải lòng bác sĩ Việt Kiều sau những lần đi từ thiện chung. Rút kinh nghiệm từ mối tình dang dở trước, chân dài làng mẫu quyết định bước vào chung kết yêu đương vào một tuần gặp gỡ và không muốn yêu xa túng kém cả hai. Sau một tháng tìm hiểu, Ngọc Quyên và Richard Lê đã kết hôn vào ngày 25 tháng 1 năm 2014 tại Mỹ. Cuộc hôn nhân chóng vánh sau 4 tuần yêu đương từng khiến chàng dài làng mốt bị dị nghị kết hôn vì ham tiền, ham thẻ xanh nên bỏ xứ, bỏ cha mẹ. Bỏ qua thị phi, Ngọc Quyên lên đường theo chồng định cư. Những tưởng từ bỏ hào quang lộng lẫy của sân khấu, siêu mẫu tuổi rồng sang xứ người để sống trên nhung lụa. Nhưng sự thật là cô phải sống với nhiều bụng bề lo toan, rất cơ cực. Dù đang mang bầu đứa con đầu lòng và có chồng làm bác sĩ với thu nhập ổn định, nhưng Ngọc Quyên vẫn đi bán hàng quần áo sale ở Mỹ. Thời điểm này, tin đồn cô bị chồng coi thường cũng bắt đầu lan truyền đâm rang. Bác bỏ mọi thông tin đang lan truyền, Ngọc Quyên giải thích rằng cô đi làm vì muốn chủ động tài chính và không phải bị phụ thuộc vào chồng. Tưởng rằng hạnh phúc của vợ chồng Ngọc Quyên sẽ tròn đầy khi con ra đời vào tháng 1 năm 2016. Nhưng rồi tổ ấm của cô lại liên tục vướng nghi án rạn nứt sau bức ảnh chụp lá đơn ly hôn được siêu mẫu đăng tải trên mạng xã hội. Giải thích vì trang cá nhân bị hack, ngôi sao sinh năm 1988 sau đó thừa nhận cả hai có quá ít thời gian tìm hiểu trước khi cưới, dẫn đến bất đồng quan điểm khi chung sống. Tuy nhiên cô và ông xã vẫn cố gắng bỏ qua vì con. Sau 4 năm an yên, thời gian gần đây cặp vợ chồng ngôi sao vướng nghi án trục trặc.
Ngọc Quyên công khai nói lời xin lỗi vì đã làm khổ mẹ, khiến mẹ phải bay từ Việt Nam sang Mỹ thăm con gái khi cô gặp chuyện ở xứ người. Ngày 30 tháng 10, bác sĩ Richard Lê xác nhận tổ ấm của anh và Ngọc Quyên đã tan vỡ vì bất đồng quan điểm và không tìm được tiếng nói chung. Sau một năm đóng lệ phí vì là người chủ động đệ đơn, tháng 4 năm 2018 vừa qua, Ngọc Quyên chính thức nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Gạt nước mắt sau ly hôn chồng Việt Kiều, Ngọc Quyên an hưởng cuộc sống bên con. Tôi chỉ muốn yên ổn để nuôi con, má mất mới buồn, hãy mừng khi tôi ly hôn, Ngọc Quyên quả quyết.